cho một xin chào tất cả ông bà cô dì chú bác và anh chị em nha, và các bạn. Hôm nay tiếp tục đi bắt đăng nè cả nhà. Hôm nay một đi có hai em, một với lại anh Năm với lại Vinh, nhưng có anh Sáu bơi dõi theo nữa. Anh Sáu anh bị cá cẳng tay cũng còn sưng ít dấu rồi. Sao con nước này xui quá ha, nước này bị hai người luôn trong quá trình bắt đăng. Trong quá trình bắt đăng á cả nhà, thì con cá một sẽ quay để cho cả nhà xem nè. Con Vinh đây nè, con Vinh sáng ngày lộn nổi nè. Chào nhau ơi, trời ơi chào cả nhà, nó chào không nổi luôn á. Nhổ phé luôn đi Năm ơi, vô trong đi Vinh. Ôi Linh trên được bắt cái Vinh. Linh trên bắt chưa vô. Cá có dựng hình trong đây nè. Cá gì chảnh nào? Cá cháp đây nè Vinh ơi. Cá cháp nằm trên đầu phé nè cả nhà. Nói chung thì nước này mấy đầu phé giác dữ lắm. Mấy cái đó ở đây nè Vinh. Cháp nó này Vinh ơi. Đó, cái đó bự cái đó đó. Đó. Cái lưới trâu. Nay bắt bị đăng mấy dòng này xong bị lóc hay sao, tại vì nước này bị thương nhiều quá. Trời ơi kiếm cây dít cái lên nè, đã là làng đó vậy, dít cái lên mấy bạn nhỏ quá phải bự rồi bắt luôn. Một khúc đi, giờ dở khúc là Vinh dở nó không xuống giềng luôn. Hơi trời ơi đâu rồi, hất lên bé cho, hất đại bé đây, phải lên cao quá lắm, đi lủi vậy. Cái gì vậy? Có một ít chắc một thấy dầm đang này cá đổi quá, hàng cá cháp quá. Đặt dồi đang ở đây cũng có cá nâu đồ đó, đặt này không thấy cá nâu có gì á. Ủa, cá cháp mà, cá cháp không được lớn luôn. Con tôm hơn cá gì rồi, nhìn thấy bún rồi. Cá đói. Giống đang nay mới tránh nước mà giống đang mấy bữa cứu nước ghê ạ. Dẫn một dầm đăng như vậy cũng hơi vất vả lắm nha, nhưng mà có ngát bự hay vậy, nhưng mà không có rồi á, không có giờ ngao ngán. Năm ơi, Năm, cố gắng nghe. Đây còn nữa nè, có nghe rồi Năm ơi. Nghe cả nhà. Nhẹ mà, bãi mà. Mà Năm mày nhổ mày thấy bãi luôn. Đi bốn. Rồi cá ngát kìa. Cá ngát nè.
vô. Lý hả? Có không ạ? Vậy cũng... vậy cũng được rồi, có cái ngát là được rồi. Có cái ngát năm ơi. Có cái ngát, anh Năm đỡ nhăn. Đang không có cá là bọng anh Năm anh nhăn lắm cả nhà. Tại vì lý do là một làm một rụm dầm đăng nó đủ thứ. Con này mập ghê hay sao? Ừ. Như là như giờ mình bắt xong vậy nè, cái lắc nước lớn mình lấy lưới, cái lưới bắt đầu cái nước dòng trở lại cái mình bỏ, mình đi bỏ bỏ xong thì bắt đầu cái nước cạn mình ém, trong một quy trình bắt nó nói chung làm dầm đăng nó cũng vất vả lắm. Ém xong rồi phi mình canh nước cái mình kéo, mà không có mò đăng mà hở không có cá là Năm mới nhăn. Ngát không được bự gì mấy. Dồn vô. Rồi. Năm ơi không sao Năm ơi, có cá ngát Năm ơi. Mình làm cũng đẹp lắm mà, kỹ chứ. Em biết, tại nó không cá nhai muốn đâu. Giờ cũng bó tay cũng không hiểu luôn. Sao? Mình làm đang cũng ngon lắm chứ. Nhanh nhăn ngoài nha, về á. Bữa nay mình chưa lớn rồi, đi xuống chỗ mới rồi. Ngày mai bắt đầu chắc Mộc có thể Mộc sẽ chơi lớn một trận thôi. Mộc đi chỗ mà chưa từng mình ăn luôn. Chưa từng để ăn. Rồi. Giờ đang có lại gì vậy? Cái không sao, bắt đầu không có rồi. Tốt luôn. Rồi rồi rồi, nhìn nó giỡn vậy đó cả nhà. Đây cái ngát thử rồi chứ. Ừ cái ngát thử chứ không? À. Có thiệt. Kia. Vô vô. Có cá ngát đồng ơi. Năm đừng có buồn Năm ơi. Có gì đâu, mình thua cái này mình bày cái khác. Trời ơi, cá ngát chào bá, cá ngát luôn Năm. Năm ơi, cá bự thiệt. Cá ngát to rồi cả nhà. Dĩ Vinh. Ê. Bự quá dùng. Quá đã. Vô em Năm ơi. Cái đói kìa, lụm đi chú, khúc này nhau gì không? Dạch lụm, dạch ra lụm đi. Sao không bỏ lên dưới luôn chết sao? Có không ạ? Cái ngát đồ có chứ. Dạch lưới đồ dao danh. Tôi làm phé cũng có ba người cả nhà, cũng có một với Vinh với lại anh Năm, anh Sáu thì nói chung bị cá qua này cẳng anh sưng vậy lúc anh cũng có nãy cũng có đi theo kìa, anh bơi với vỏ, anh ngồi với vỏ anh bơi kìa, anh nhà anh cũng chịu nổi. Đăng này mà bắt đăng mà có cá ham luôn cả nhà, anh nghĩ dầm đăng này có cá anh mới bơi theo chứ cẳng anh còn đau mà. Hôm nay bị thất bại luôn. Cá lọc ngoài kìa. Rồi. Cái này không thấy cá luôn. Thiệt chứ.
buồn thiệt chứ. Buồn thiệt chứ. Cái đó bự không ạ? Đó có cái đó bự á. Cá này nhìn. Cái không có gì. Cái quỷ. Cái chỗ tâm số hả? Nè, ơi. Cái tâm số luôn hả? Rồi, có tâm số luôn năm ơi. Cũng đang vào rồi đó, đang không có lóc rồi đó. Có hình thẻ trở lại cả nhà. Cái mú rồi, cái gì? Cái gì giật nghe đó, cái gì chết. Mú. Mú, bắt bỏ vô lắc gì vòng cho bắt chính. Mú hả? Ừ. Lóc bữa nay lóc nữa, có cá bọn gió kì. Qua lên trên kia cũng lóc, anh lóc. Bắt trời cũng gần hơn nửa dàm rồi cả nhà ơi. Tới đó anh không? Trời chiếc ghe. Ghe này phải mới đóng đâu, ghe làm lại mà. Nước sơn nhăn tới nhăn lui mà. Ừ. Đâu cá đâu. Ê. Hất lên trên luôn đây. Con tôm sú nè. Một em cá mặt quỷ nữa nè. Cá độc nhất như vậy. Trên các loại cá có đó, cá đó độc nhất. Cá khóc 3 ngày 3 đêm. Trên các loại cá, con cá độc nhất mà. Ê, cái đó cho bá nè. Bắt con kiểu gì ta. Chui đây nè. Cúp nặng mới có tôm. Bắt được có mấy con à. Cái giò cười hoài. Một sự buồn chẳng ai hiểu được đâu. Hãy đợi nó đi. Để có một ngày hả? Để có một ngày. Để có một ngày. Để có một ngày. Để có một ngày. Nó chóc chóc không thưởng tức. Cái này vậy. Tôm nè. Tôm. Ủa cái cháp đắng cho bá luôn gì vậy một. Nói chắc bữa nay chận thùng nhiều quá. Chắc hết chậm năng chận thùng cá này à. Là đang không có anh nhậu viền chảy ke đâu, năm đang không có nhậu viền chảy ke luôn cả nhà. Ok, mình thiếu cái này mình đầy cái khác. Có gì đâu buồn không? Vậy tay mà. Chắp.
Đây Vinh ơi, cái đối với cái tôm này nè Vinh. Rồi tôm thẻ bự bự này Vinh ơi. Nhà được mấy con tôm rồi. Vậy tôm cá đầu bán. Hả? Cá phi gì hả? Hèn chi vô cá phi lóc phải rồi. Nước mặn sao có cá phi? Vô cá phi lóc phải rồi. Đây có cá tôm nè. Chút con ngát đi. Chắp. Nữa hả? Mà hết hả cá kia? Ôi tôm cho bán luôn kìa. Ba tôm luôn. Ba tôm cho. Ba tôm thẻ đá không? Tôm đăng, tôm đăng. Phải được chục con vậy cũng đỡ. Cũng lấy lại suốt. Rồi cá cháp khủng. Trời ơi cá cháp hết biết luôn. Mập ghê. Con tôm bắt luôn. Bắt lần lần lặng chú đi, nhỏ con nhỏ phụ năm này. Nhặt ra bắt biển á. Ôi sao sao đứng lên con nó kìa. Hai con lận. Đây hai con nè. Đó cái tay con nữa kìa. Còn cái đối nữa đó. Rồi tới. Tới độ khỏe rồi cả nhà. Còn khúc nữa tới. Xong. Bùa hiu luôn. Cá cho nhiêu lắm hả? Lấy cái vợt á. Phải chứ. Không có giờ anh kêu lấy giật lên hết giác luôn.
Rồi nó cắn đầu cá nè. Rồi. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Để Mộc sẽ lên nhổ hết cái khu phé này vụ năm cái vậy. Mộc về quay thành quả cho cả nhà xem nha. Xong rồi, bây giờ về. Lội qua cho năng về đổ được. Được cá cả nhà ơi. Hôm nay đang dùm năng cũng gần dưới nhà có một. Mệt quá. Giữa dẹo giữa vậy chưa đổ nó ra đi. Giữa nó sạch đi hả đổ lên. Có cá ngát rồi ạ. Ê đổ vô đó có chuyện nhảy không? Không. Có cá ngát mà. Giữa cái này đi đừng có đổ nữa. Đừng đổ nữa. Ờ thấy quậy chứ cái thằng này không. Để sạch đó. Bà. Để đại sao đại sẽ sạch đi. Cá ngát rồi tùm lum nè. Đây nè, không cầm máy đây. Đây. Cầm máy đi cho một cái ấy rồi. Cháo không trời kìa, quay qua đây nè. Đưa thao, đổ thao. Cái giờ nhảy ra. Cầm được không? Không cứ cầm đi. Đổ ở đất thôi. Cầm nhảy có con cát bự nè. Vừa thôi. Năm năm vợ cái kìm đâu cái hầm vợ cứ lấy cái kìm luôn đâu. Làm đăng rồi hôm nay thành quả cái dầm đăng của mình cả nhà. Một khoang cá bự rồi. Một khoang cá bự. Cái này thải luôn rồi. Thải mẹ cá chẳng hết đi. Để lắc con lửa sao. Chín chứ ăn cá chóp hay nhóc gì nè, ăn cá gì đó. Nhóc ăn cá ngát, cá ngát, cá ngát, cá ngát, cá nhóc. Đang mãi chuyện riêng mình không ăn con này chứ gì. Có cá chóp nhưng mà cá chóp nhỏ nhỏ không? Chóp nhỏ nhỏ phải chóp bự bự như nãy vậy cũng như đây cũng được. Có như đây cá này cả nhà. Được mới cá ngát này nè. Nhiều lắm mấy chục con cá ngát á. Nhưng mà có được 2-3 con cơ bự gì à. Nhóc. Con này bự nhất rồi. Nằm kia. Hả? Rồi hôm nay dập đăng của Mộc cũng không được may mắn cho mấy cả nhà ơi. Tại vì đăng này xong biết bị bị sao đó đó, bị xui của Vinh hay là của anh Tư đúng không biết. Đăng gì mà hai bữa nay lóc không à. Dạ, thôi video của Mộc tới đây tạm dừng cả nhà nhớ xem cho Mộc một like và một lượt đăng ký. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.